Mến chào các bạn. Hôm nay những ngày cuối năm Tân Sửu, không khí trời se lạnh. Anh em tập trung về đây đào tìm vàng các bạn ạ. Nghe đâu chủ nhà có cho hũ vàng cách đây 30 năm. Nhưng mà do nó thất lạc tìm không ra địa chỉ. Hôm nay là đi thuê phu đầu vàng ở Singapore về đây. Cái anh áo xanh bắt đầu trọc lóc đây. Anh sống ở Singapore các bạn. Còn anh áo vàng này á, là giáo sư. Tình hình Covid phức tạp quá nên cũng thất nghiệp, chuyển sang đầu đất. Còn bên này là hai anh này là ở Malai. Đây. Cơ bản là chúng tôi sẽ bứng những gốc mai trồng lại các bạn. Sau khi đã cắt cành và đào xung quanh rồi thì đến cái công đoạn tiếp theo là sẽ quấn bầu các bạn này. Quấn bầu. Mục đích quấn bầu thì để cho nó giữ cái bầu đất này rồi chúng ta sẽ di chuyển đến chỗ mới trồng. Chắc chắn qua bàn tay khéo léo của những thợ đầu mai thì chúng ta chắc chắn là có sẽ được gốc mai đẹp trên vị trí đồng mới. Vòng ăn kêu thứ nhất đã hoàn thành. Rất là khéo léo các bạn. Xin hỏi hai anh lâu nay đào được số lượng bao nhiêu cây rồi? 100 mấy cây mai rồi hả? Rồi tỷ lệ sống được 30% không anh? Làm. Anh dám nổ các bạn, anh nói 95%. Còn bên đây là nhạc trưởng đây các bạn. Từ một cái cây mai tùm lum thế, qua ánh mắt chuyên nghiệp của nhà nghề là sẽ cắt cành để chọn lại những cái thế đẹp, hứa hẹn cho những mầm non tương lai. Dễ thương duyên dáng lắm các bạn. Bây giờ nhìn đôi mắt đăm chiêu của nghệ nhân đây các bạn nè. Coi thử cắt chỗ nào đây. Hay là mình cắt sát gốc luôn. Làm luôn phát sát gốc là khỏe nhất. Để coi thử anh sẽ chọn cái thế nào đây các bạn nè. Thông thường thì chơi mai thì người ta sẽ có cái câu này, không biết đúng không các bạn nha. Người ta nói là nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ trụ. Nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ trụ, đúng không nghệ nhân? Không biết ạ. Không biết hả? Không biết sao cho anh cắt tôi tháng trụi lưỡi thì tôi cũng đứt ruột nghe anh. Công việc rất là nhộn nhịp các bạn. Với bàn tay đi luyện khéo léo, cái gốc mai thứ nhất có thể là sắp hoàn thành rồi các bạn. Các anh đón gốc thật điêu luyện các bạn. Qua chạy lại sang trái sang phải đi lên đi xuống. Anh Thuận giới thiệu các bạn, xa xa là anh Thuận đây là kỹ sư nông nghiệp đấy các bạn, để qua tư vấn đầu mai. Dạ. Những bàn tay cần mẫn rũng ra rũng rỉnh. Đây cũng thợ chính quy đây các bạn. Đào 10 cây chết 9 cây đây các bạn. Các
Công việc rất nhộn nhịp hối hả? Cái thứ hai đã được bó hoàn chỉnh rồi các bạn. Như xe ta bông bông các bạn. Đẩy 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 đi thầy đương. Đẩy cho anh Hiệp. Đây là ghi hình là đeo sao chia tiền bán cây đây các bạn. Nó đi trường khác cũng nhớ nha. Đây chỗ này anh Hiệp này. Rồi cho em nó vào vị trí này các bạn. À, ngay chân em luôn đấy. À, rồi. Quá đẹp. Quá đẹp, đẹp lung linh. Rồi, cảm ơn. Trời càng nắng, mùa hôi càng dữ nhại. Nên động viên mấy ảnh thầy mang anh cứ đào ra để chiều vác cây đem về nhà. Nghe không? Anh Vịnh nhìn tươi. Tập trung chuyên môn. Tập trung chuyên môn. Cái này giống như những cái nhà khảo cổ học á, đào đào bới bới soi soi để tìm cho được cái góc cho đẹp. Lại xúc đổ lên rất tỉ mỉ cần mẫn. Mày thì mệt nhưng mà vui thì vẫn vui phải không? Yên tâm đi, bữa sau rồi anh nào trồng chỗ nào làm dấu rồi 10 năm nữa về bán lấy tiền nha. Đâu, nói chi đâu mà vội bạc thế. Phải không anh Bình? Đã, cả có 10 năm qua cái đây phong kiện rồi. Đâu, 10 năm nữa bán chia. Anh Hiệp anh năm đi, anh 50, anh nói 10 năm nữa anh 60. Anh sợ là anh không còn sống đây. Từ từ, chờ tới, chờ tới. Chờ. Rồi, video tạm dừng tại đây các bạn nha. Đây này. Cho cái bự nè. Mình cho ba người bốn người đi chứ đừng có rắn đứt ruột ạ. Đã cày to hơn. Nãy khỏe hơn. Nãy khỏe hơn. Giữ luôn. Ừ. Đồ. Đè xuống đến mà đồ. Đè xuống hai người vẫn đè xuống. Đè xuống mạnh thiệt. Giữ lại bật lên được á. Đó rồi. Còn. Rồi phẩm đó đây. Anh phải đè xuống một chứ không? Đè liền á. Tiếp theo công việc là chúng ta sẽ cắt rồi để cho nó lộ cái màu đất ra các bạn. Rồi chúng ta đã sẵn sàng ngói tán xung quanh tấu sơ dừa tỷ lệ 50-50. Rồi thế là chúng ta cứ làm lên và ta tưới nước vào cho cái đó. Rồi chỉnh sửa lại cho nó nhỏ lại tí các bạn. Để trồng một cây mai, quả thật là một công phu và kỹ thuật cũng khá cao. Những đồng chí tay ngang chúng tôi cố gắng để có một tác phẩm đẹp. Qua bàn tay khéo léo đã có được hình tròn này các bạn nè. Giờ công đoạn tiếp theo là xúc trấu đổ vô. Lấy cái sản cho trấu vô đi anh Hiệp ơi. Cái sản vô. Rất chuyên nghiệp. Đổ kiểu sao đây anh? Rồi nó tròn vành vạnh luôn các bạn, đẹp rồi đó. Công đoạn cuối cùng là chúng ta hãy lắp cho nó kín luôn, đẹp lắm. Mà chúng ta tiếp tục cái khác các bạn. Ôi chào người anh em nữa.
Đẹp rồi, đẹp rồi. Một bộ táo bạn. Quá nhộn nhịp luôn các bạn. Người tay, người cút, người gạch, người ngắm. Thiếu cô cái đẹp nữa các bạn. À, nhìn lại cây xinh xinh này. Đây, cây thứ nhất. Cây thứ hai đã hoàn thành. Và những cây phía sau hứa hẹn có một vườn mai là đẹp đây. Rồi, cái công đoạn này tạm thời dừng tại đây các bạn nha. Xong rồi chúng ta sẽ tưới nước cho nó. Như vậy thì khi mà chúng ta đã làm xong vào giá thể rồi các bạn, chúng ta phải tưới nước ướt cho nó đẫm luôn như thế này nè. Đó, ướt nhẹt luôn. Những gốc mai đều là ướt hết rồi các bạn. Sở dĩ đẩy lên này là nhà có mấy cái con hai chân này các bạn. Hay mấy con hai chân này giỏi vỏ lắm. Nó tung cước là xong hết luôn. Rồi như vậy là khi chúng ta đã tưới ướt đẫm như thế này rồi thì ta để cho qua cỡ là ngày hôm sau. Dạ các bạn, ngày hôm sau là chúng ta sẽ tưới kích rễ cho nó. Tưới Atonix. Một gói Atonix thì chúng ta pha ra khoảng 18 lít. Với gốc mai nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ tưới cho 3 gốc một gói như đó. Sau 3 ngày chúng ta sẽ tưới là lần 2. Người ta tưới lần 2 các bạn. Ta tưới là cho nó ngấm vào trong này. Cái này mình đậy lại thì nhưng mà mình phải dỡ ra các bạn này, chứ không để tưới nó ướt lên cái này, ướt lên cái bao. Thì sau tưới xong, sau 3 ngày thì chúng ta sẽ tưới lần 2. Ta sẽ tưới Atonix lần 2. Với liều lượng thì nó cũng giống như lần 1 như vậy. Và sau 7 ngày thì ta sẽ tưới thêm một lần nữa, lần 3. Và cam đoan thì đến ngày thứ 10 là nó bung đột hết các bạn. Mình nghe các anh em chia sẻ như vậy, mình học làm theo đó. Hy vọng rằng thì vẫn có những cái gốc mai cốt trong vườn nó không được đẹp lắm. Nên anh em hứa hẹn thì cứ làm đi. Anh em chăm cho. Thay lá tỉa cành. Rồi 5-7 năm sau là chúng ta có một cái vườn mai nó cũng xinh xinh. Sáng ta cầm ly cà phê, ly trà, ta ngồi cạnh gốc mai, ta ngắm. Rất là tuyệt các bạn. Này, những vết cắt này thì đã bôi keo liền sẹo cả rồi. Hiện tại thì những gốc mai xấu xấu cũng còn nhiều lắm các bạn. Này thì thời gian nữa dưỡng lại cho nó ra loa lá, nó già rồi ta sẽ trồng lại được nữa. Nhưng không có thời gian chăm. Này đam mê mà. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Rồi, xin tạm biệt nha.